sau vụ sạt lở làm 11 người tử nạn ở quốc lộ 34 qua huyện Bắc Mê. Đến hôm nay 14 tháng 7, có thêm hàng chục địa điểm khác ở nhiều huyện của tỉnh Hà Giang cũng bị sạt lở. Nhờ địa phương kịp sơ tán người dân nên không có thêm thương vong. Thông tin từ tỉnh Hà Giang, sáng ngày 14 tháng 7, trên địa bàn tỉnh cũng như nhiều nơi ở miền Bắc có mưa đến mưa to, tiếp tục gây sạt lở, ngập úng cục bộ. Trong đó, một vụ sạt lở khá lớn đã xảy ra tại tổ 1, thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang với khối lượng đất lớn đổ ụp xuống một nhà xưởng bên dưới. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần, Hà Giang, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút. Đất đá từ vạt đồi cao khoảng 15 mét thuộc ta luy dương tràn xuống, trùm lên nhà xưởng, khiến mái nhà xưởng bị sập đè lên một ô tô tải. Đất đá tràn ra tỉnh lộ 178. Ngoài ra, một ngôi nhà 2 tầng bên trên đỉnh đồi đã bị sạt mất khoảng sân, hiện nằm chênh vênh trên vách đồi, đang đối mặt tình trạng nguy hiểm. Ông Hùng cho biết, khu vực này đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở do nền đất yếu nên từ trước đó, huyện Xín Mần đã yêu cầu người dân sơ tán. Do đó, vụ sạt lở không gây thiệt hại về tính mạng. Như báo Sài Gòn Giải Phóng nhiều lần đưa tin, gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Giang liên tục xảy ra các vụ sạt lở gây thiệt mạng rất thương tâm. Mới nhất là vụ sạt lở vào rạng sáng ngày 13 tháng 7 với hơn 2.000 mét khối đất tràn xuống vùi lấp một xe khách 16 chỗ, khiến 15 người gặp nạn. Trong đó, 11 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 1 người được xác định bị mất tích nhưng đến sáng ngày 14 tháng 7, cơ quan chức năng xác định đã tìm được tung tích và xác định người này xuống xe trước khi đến địa điểm xảy ra sạt lở khoảng 5 km, nên đã may mắn thoát nạn. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 7, một vụ sạt lở trên tỉnh lộ 177 qua xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang đã khiến một chiếc xe bán tải bị vùi lấp. Đến chiều cùng ngày, cũng chính tại vị trí này, sạt lở tiếp tục xảy ra, vùi lấp một tài xế xe ôm dẫn đến tử vong ở thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi và làm một khách bị thương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, đến ngày 14 tháng 7, mưa lớn làm xuất hiện hàng chục điểm sạt lở dọc quốc lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê và khoảng 10 điểm sạt lở dọc tỉnh lộ 178, khối lượng sạt lở khoảng 1.300 mét khối. 12 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, liên thôn ở huyện Vị Xuyên với khối lượng khoảng 1.500 mét khối đất đá. Ngoài ra trên địa bàn huyện Xín Mần, Hà Giang cũng xuất hiện 26 điểm sạt lở. Tại huyện Quang Bình, sạt lở xảy ra ở 18 điểm với khối lượng đất đá khoảng 1.200 mét khối. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần đã di dời khẩn cấp 21 gia đình ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở từ ngày 13 tháng 7, sau khi xảy ra vụ sạt lở thương tâm ở huyện Bắc Mê. Đến ngày 14 tháng 7, hiện tượng sạt lở đã xuất hiện ở huyện Xín Mần làm ít nhất 25 ngôi nhà bị hư hại, hơn 37 hectare hoa màu và lúa bị ngập, đổ. Tại điểm sạt lở ở km 10 900 ở xã Yên Định, huyện Bắc Mê khiến 11 người tử nạn. Sáng nay ngày 14 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã đến hiện trường chỉ huy công tác khắc phục hậu quả sạt lở. Đến 12 giờ trưa nay, toàn bộ đất đá ở địa điểm này đã được các đơn vị chức năng dọn dẹp sơ bộ để thông tuyến. Xe cộ bắt đầu qua lại được. Hoạt động cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm ở điểm sạt lở này đã kết thúc.